Thưa quý vị và các bạn, tại các bản vùng cao, các em học sinh thường phải đi học xa trên những con đường mòn với độ dốc cao, mặt đường vô cùng xấu và đặc biệt là nguy hiểm vào mùa mưa lũ. Chính vì thế, từ giữa năm 2019, tỉnh đoàn Yên Bái đã triển khai công trình con đường em đến trường tại các thôn bản thuộc địa bàn toàn tỉnh. Từ công trình điểm đầu tiên được triển khai tại xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh đoàn đã liên tục bê tông hóa các con đường em đến trường từ nguồn lực xã hội hóa và ngày công của đoàn viên thanh niên, nhân dân địa phương. Cao điểm là tháng thanh niên năm nay, chỉ tính riêng 2 tuần đầu tiên của tháng 3 đã bê tông hóa được 11,2 km con đường em đến trường. Không khí những ngày tháng 3, tháng thanh niên đã lan tỏa rộn rã tới khắp các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, lực lượng thanh niên của xã đoàn, huyện đoàn và đoàn viên thanh niên, khối lực lượng vũ trang trên tinh thần đã được phân công từng phần việc cụ thể. Tất cả đều hăng hái góp sức, hoàn thành con đường giao thông nông thôn đúng tiến độ đề ra. Với tinh thần của đoàn, của tuổi trẻ Yên Thắng nói riêng cũng như là của tuổi trẻ của huyện Lục Yên nói chung, hôm nay tham gia cái chương trình khởi động tháng thanh niên và tại xã Minh Xuân thì đoàn xã Yên Thắng huy động với tổng số đoàn viên là 6 đồng chí đoàn viên thanh niên tham gia công trình này với quyết tâm cùng tuổi trẻ xã Minh Xuân và tuổi trẻ huyện Lục Yên là thực hiện thành công cái công trình cũng như thắng lợi các cái chỉ tiêu nghị quyết của đoàn đã đề ra. Phương châm là đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, thì hôm nay đoàn thanh niên công an chúng tôi cũng như đoàn thanh niên của khối cơ quan khác thì cố gắng sẽ trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ hoàn thành vượt cái chỉ tiêu của kế hoạch đã đề ra. Con đường này là công trình thanh niên mang tên Con đường em đến trường, với tổng chiều dài là 2,5 km, nằm trên địa bàn thôn Tông Phụ và thôn Tông Dạng. Đây vốn là con đường đất đã xuống cấp từ lâu, gây khó trong việc đi lại cho nhân dân và học sinh đến trường, nhất là những hôm trời mưa. Con đường trở nên trơn trượt, rất nguy hiểm. Hôm nay là được các bên ban tổ chức, bên thanh niên này, bên xã ủy ban rồi các ban đầu ngành về tham gia đóng góp cái đường con đường này, thì bản thân tôi là của thôn Ngoài Bạc, thứ nhất là của thôn Ngoài Bạc là trân trọng, là rất là cảm ơn, coi như là được con đường cho dân đi lại và cho các trẻ em đến trường. Xã Minh Xuân, huyện Lục Yên nằm trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới của huyện giai đoạn 2016-2020. Vì vậy, để hoàn thành tiêu chí số 2 về giao thông, những năm qua, xã đã huy động mọi nguồn vốn đầu tư, vận động nhân dân chung tay đóng góp ngày công lao động, hiến đất nông nghiệp, cây cối, hoa màu để có những tuyến đường rộng, đẹp. Với 2,5 km đường bê tông làm mới trong đề án con đường em đến trường, do tỉnh đoàn Yên Bái chung tay hỗ trợ, sẽ góp phần cùng chính quyền xã Minh Xuân đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch đề ra, tích cực thực hiện kiên cố hóa đường giao thông nông thôn để tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương được đẩy mạnh hơn. Đây là cái hoạt động hết sức là ý nghĩa, một cái hình ảnh thực sự là lan tỏa đến mỗi một người dân trong xã cũng như là trong huyện. Và cảm động nhất là hình ảnh một cụ bà trên 70 tuổi, không có thu nhập nhưng cũng ra đóng góp ủng hộ 50.000 đồng. Cái việc làm này, cái vật chất thì nó không lớn, nhưng chính những cái việc làm rất nhỏ như này đã tác động lan tỏa, và đặc biệt là những cái công việc hết sức là ý nghĩa. Người dân ủng hộ, đồng tình, và chính người dân là những cái người sẽ được hưởng lợi. Và những cái con đường có cái hơi thở cũng như là đóng góp công sức của thanh niên sẽ góp phần xây dựng lên một cái diện mạo nông thôn mới của xã Minh Xuân ngày càng đẹp hơn, người dân phát triển kinh tế xã hội và đi lại thuận lợi hơn. Công trình con đường em đến trường đầu tiên do tỉnh đoàn Yên Bái chủ trì triển khai tại xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải được thi công trong gần một tháng và hoàn thành vào ngày 2 tháng 6 năm 2019. Có chiều dài gần 1 km, bê tông hóa với mặt đường rộng 3 m, dày 20 cm. Tổng kinh phí làm tuyến đường này là 1,6 tỷ, trong đó tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh huy động từ các nguồn xã hội hóa, hỗ trợ kinh phí, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương đóng góp trên 1.000 ngày công lao động và vật liệu xây dựng công trình trị giá trên 300 triệu đồng. Tuyến đường hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho hơn 600 học sinh
trường phổ thông dân tộc bán trú Lao Chải đến trường Thuận Lợi và trên 700 hộ dân với gần 3.000 dân của 6 bản Giào Cu Nha, Hú Chùn Lìn, Trống Khua, Háng Giàng, Giào Sa, Lao Chải của xã Lao Chải đi lại thuận tiện nhất trong mùa mưa bão. Vẫn biết những con đường đến trường của trẻ em vùng cao thường không được bằng phẳng, nhất là vào ngày mưa lũ, bởi địa hình đặc trưng của miền núi. Vì thế, dự án con đường em đến trường do tỉnh đoàn Yên Bái khởi xướng mang một ý nghĩa vô cùng to lớn và thiết thực. Địa bàn triển khai dự án con đường em đến trường chủ yếu tại các thôn thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Kể từ khi phát động cuộc vận động ủng hộ xây dựng công trình con đường em đến trường, các cấp bộ đoàn, hội, đội trong toàn tỉnh Yên Bái đã triển khai vận động ủng hộ xi măng xây dựng với phương châm mỗi chi đoàn, liên đội ủng hộ tối thiểu 1 tấn xi măng. Đối với các chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn vận động đoàn viên, thanh niên trực tiếp đóng góp ngày công tham gia thi công công trình. Đến nay đã bê tông hóa được trên 20 km con đường em đến trường. Những công trình đầy ý nghĩa, chứa đựng trong đó không chỉ là sức trẻ, là trách nhiệm vì cộng đồng mà còn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy công tác xã hội hóa trong thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.